cái điện đình này Toma đã sửa xong, và điện đình chứa đình chân của Toma cũng đã sửa xong. Hai chỗ cắm điện thì nó ít quá, giả sử mà mai mốt mình cần á thì không biết cắm ở đâu, nên là Toma sẽ tạo ra một cái ổ cắm điện mới ở nơi này nữa nha mọi người nha. Yes. Đâu, chỗ này thôi, nãy mình định đánh trống này. À đây, chỗ này. Mọi người thấy không? Là một cái ổ cắm điện mới giống như cái ổ cắm điện phía bên kia này, để cho nó có nhiều ổ cắm điện hơn á. Bây giờ thời bây giờ này, nào máy tính, nào là điện thoại này, nào là đủ thứ hết ha. Nên là có thêm một cái ổ cắm điện nữa đó cũng tốt. À, và mọi người sẽ xem màn trình diễn của Toma. Toma rất là giỏi nha, mình không biết làm mấy cái vụ này đâu. Đầu tiên là Toma làm cái lỗ như thế. Tôi mang làm nhẹ để khỏi phải hơi cái tường phía bên kia của cái tường. Đó. Ok con gì? Ok con gì? Mọi người thấy cái máy nha, đây là cái mà để đục cái lỗ làm cái khoan á, mọi người làm cái ô điện đó. Nhà không thiếu gì hết, thiếu mỗi tiền thôi nha. Ai mà chơi tiền dư tiền thì cứ chuyển vào tài khoản của Linh ha. Yes. Linh xin Linh đưa tài khoản cho. Còn ai mà cần cái những cái dụng cụ như thế này có thể đến nhà Linh để mượn nha. Nếu ở gần ở xa quá Linh nó cũng không gửi được đâu nha. Đó, rồi thấy cái lỗ không? Ừ. Rồi Toma bỏ cái hộp đậy vào, rất là ok con dê nha. Linh phụ dọn rác. Và Toma sẽ tạo một cái đường, một cái rãnh điện từ phía bên kia tới phía bên này nha mọi người nha. Và bây giờ Toma sẽ kế bắt đầu tạo cái rãnh dẫn điện nha. Toma, si j'avais un mode apprenti, il aurait préparé le petit tout. Toma đang chơi mình là không người học việc không biết làm việc này. Toma rất là giỏi nha, mình cũng mấy cái vụ này. Linh còn dọn rác. Tuổi nhỏ làm việc nhỏ. Đồ cũ như thế này là thay hết nha, thay nãy giờ Toma đã thay nha, bỏ ra. Yes. Rồi, nhiệm vụ của mình là hút bụi. Cái đống bụi này. Tự làm vất vả nhưng mà vui mọi người ạ, tốn tiền nữa. Mai mốt mà thất nghiệp đi làm thợ hồ.
rentrer pour faire les bords propres. Ah, ok. Và bây giờ mình cứ trà cái đường này nha mọi người nha, cái đường. D'accord. Vous avez recoupé le courant, Nénine? Hein? Bah, tu vois, Nicky, comme là? On va mettre les câbles dans les trous. Ah, bây giờ Thomas nối điện nha. Cái đoạn này quan trọng. Dans le truc noir, il y a les trois là. Ừ. Faut que je ouvre pour tout séparer. Thomas nối điện nha mọi người nha. Đại loại là nối điện. Linh quay gần hơn cho mọi người nhìn. Nối điện, nối điện, nối điện. Trong khi đó lúc đó thì Linh Linh là bà. Les femmes. C'est souvent dans les sorcières. Gọi là les sorcières gọi là bà gì ta, bà gì con mẫu gì ta, con mẫu phù thủy, đúng rồi, con đó con Linh Linh là con mẫu phù thủy á. Et voilà, qu'est-ce qu'il veut cacher dedans? Tu veux que je teste? Lait, oui. Viens tirer sur le câble. Tiens, tu te démarres, voir. Oh yeah, baby, yeah! Pas là! C'est la deuxième? Thomas kêu mình làm cái thứ hai. Đây, đây, đây. Oh. Anh trời ơi, không cho mình làm đâu. Và tiếp tục như thế, Thomas bắt đầu làm cái này nha mọi người nha. Điện cái này. Đây là ông Duy nha, là hồ nha, nhiệm vụ của Linh là bây giờ là phải đắp nha, cái rãnh này nha mọi người nha, lúc nãy là mình để cái rãnh để mình để điện. Bây giờ là mình chôn nó trong đó và mình đắp hồ lại nha, giống như hồi sáng nha. Đây. C'est trop difficile. Và sau khi sửa nhà xong á, làm tất cả
sơn sửa xong thì mình đậy cái nắp nó lại nha mọi người nha, mình đậy lại, bây giờ thì mình chưa có đậy nha. Phải sơn xong đã chứ, giờ bây giờ mà đậy là nó sẽ gọi là nó sẽ hư cái mấy công phải bỏ vệ. Je vais remettre les disjoncteurs. C'est lequel? Les trois qui sont tombés. Ah, bây giờ thì mình đi bật điện lên. 3. Non, il y a le gros aussi. Le gros, le blanc? Oui. Et tu viens avec le chargeur de téléphone, s'il te plaît. Il y a un téléphone? Non. Rồi, bây giờ là tới cái giai đoạn mình thử là có thành công hay không nha. Ok, cố gắng. Rồi, như vậy là có điện nha mọi người nha, có nghĩa là có điện nha. Yes, công gì? Rồi, bây giờ thử cái điện này nha. C'est bon, non? Bonne idée. Rồi, giờ tới lượt Linh là phải đóng cái khung này lại nha. Bon, t'as fini ou pas là? Non mais bouge ton. Bouge mon quoi? J'ai fini ma journée hein? Ouais. Non. Tu fasses des deux côtés, voilà. Et comme ça aussi. Parce que là, t'en mets que dans le bas, tu vois. Le haut, ça se décolle. Le haut aussi, c'est ça? Nhiệm vụ của Linh là lắp cái đỉnh này lại nha mọi người nha. Thấy Linh giỏi không? Tu montes bien jusqu'à ce que ça dépasse, d'accord? Ok. Et le tour de la prise, tu me laisses, c'est moi qui vais le faire. Ok. Oui, patron. Mọi người thấy Linh giỏi không? Cho nhớ cho Linh một like nha. Khi nào cần là cũng phải xách nóng quần lên làm hết trơn á. Đây là cuộc sống pháp. Lần trước Linh làm á, Linh làm không biết làm á. Linh làm nó đổ tùm lum tà la, nó không có dính gì hết. Lần này biết làm rồi nha mọi người nha. Lần này tôi ma chỉ mình biết làm rồi. Học hoài á, cũng biết nha mọi người nha. Xong, cái này gọi là điện âm tường này. Là như thế này nó âm tường, nó khỏi nguy hiểm này. Mình là mình sợ nhất là cái điện ở Việt Nam mình. Mỗi lần mình về nhà mình là mình về nhà má mình là mình sợ hú hồn điện nha mọi người nha. Tại vì không có âm tường nên này là tất cả là các cấp, các dây điện đều là âm tường hết nha. Ở Việt Nam là mình sẽ không biết làm như thế này đâu nha. Nhưng mà vì mình ở Pháp nên là chắc hết. À? Bosse bien, je multiplie ton salaire par deux. C'est vrai ça? Deux fois zéro, ça fait toujours zéro. Thomas nói là mình làm việc ngon, anh chỉ tăng lương cho mình. Hai lần zero sẽ là zero. C'est pas juste. T'as pas besoin que ce soit lisse nickel. Il y a un autre Henri qui va venir par-dessus. Oui, mais moi, après le travail, c'est nickel, tu sais. Je sais que non, juste. S'il te plaît, respecte mon travail. Quand on travaille, on doit être nickel, d'accord? Mình là một có ông chủ mở ra ông canh một bà cô mình liệt xem mà được. Đây là cái cách làm diễn âm tường nha mọi người nha, và những Linh Linh khuyên không nên tự ý làm cái này, là tôi ma làm điện của mình chỉ là chắc dầu chắc mỡ thôi nha.
không nên tự ý làm nha mọi người nha. Phải thuê người nếu không biết liệu. Trước khi làm là phải cắt điện nữa. Yes. Lúc nãy là mọi người nhớ là Linh cô Na cắt điện xong rồi Linh đi bật điện mới thử điện đó, nên là mọi người cẩn thận nha. Rồi để mình đẩy đẩy thêm chút nữa cho ông tôi Ma đi chê mình nó Linh làm không mạnh tay. Rồi vậy là điện của mình đã rất ok rồi nha mọi người nha. Cái này là phần hệ thống điện, và hệ thống điện thì mình cũng không thể nào mình đẩy những cái như hồi nãy mình nói được, mình để im đó. Và cái bóng đèn này nè, cái bóng đèn trên đầu mình này nè, mình cũng không thay bây giờ, mình chỉ thay nó khi nào mà cái tầng nhà của mình được sơn sửa xong. Phải sơn sửa cái tầng nhà này nữa nè. Sau khi sửa điện xong á, thì mình ăn táo với muối Tây Ninh nha mọi người nha. Cái táo này là táo Golden, là cái táo chua chua ngọt ngọt. Bởi vậy nên ăn muối Tây Ninh rất là ngon nha mọi người nha. Nếu mọi người biết là cái món gì mà chua chua á, mọi người nên ăn với cái muối Tây Ninh là trời ơi quá trời ngon luôn, quá trời luôn. Yes. Thomas không có mê ăn táo, nên là cái phần trái cây á là Thomas không tham gia với Linh nha mọi người nha. Thomas tham gia sửa điện thôi. Đây muối Tây Ninh đây, ai ăn muối không? Và bây giờ mình ăn táo nha mọi người nha. Táo này ở bên Pháp gọi là táo Golden. Đây đang là mùa táo bên Pháp, nó như thế này nha mọi người nha. Táo apple, táo trên tiếng Pháp gọi là pomme. Tự thưởng cho mình nha mọi người nha. Thomas đang rất là mệt nên không có ăn uống gì hết, chưa tới giờ ăn mà kênh Linh là kênh ăn uống mà mọi người. Nó rất là tốt cho sức khỏe, bởi vậy nên là Linh ăn táo. Làm sửa nhà nó cũng rất là mệt, rớt Linh vụng về ghê gớm luôn, nhưng mà vẫn sửa nhà được nha cả nhà nha. Chấm muối Tây Ninh. Rất là ngon nha. Linh mời cả nhà. Lúc nãy là anh đào, anh táo Pink Lady, và bây giờ là anh táo Golden. Cái màn 3 phần 3 này á, công việc nó lu bu quá, nên là mình ăn trái cây thôi. Rất là ngon nha, táo này chua chua ngọt ngọt. Mọi người cứ thử ăn thử xem thế nào. Ngon quá trời ngon luôn mọi người ạ. Bên Pháp là xứ sở của táo, nên là thông qua những cái video như thế này thì Linh giới thiệu những cái ẩm thực, những trái cây của Pháp cho mọi người xem luôn ha. Yes. Kênh ăn uống mà lại. Chua chua ngọt ngọt ăn phê luôn mọi người ạ. Chứ như mình ăn cóc ăn ổi bên Việt Nam vậy đó. Linh mời cả nhà nha. Đây cả nhà thò tay qua bóc online nha mọi người nha. Tự thưởng cho mình táo. Ăn trái cây là tốt nhất, có ích cho sức khỏe. Linh gọt vỏ như thế này, mình để có thể để vỏ ăn cũng được, nhưng mà thôi thì Linh gọt vỏ ha, ăn cho chắc chắn. Ngon quá. Cái muối Tây Ninh nó ngon cực kỳ. Mình không biết nó làm từ cái gì, mình mua từ lúc mình ở Việt Nam á. Không phải, mình mua từ lúc mình về Việt Nam cách đây 2-3 năm gì đó.
ngon cực kỳ. Lâu lâu lên mới lấy là lên ăn thôi, lâu lâu mới ăn chua thôi. Một cảm giác thật là vô mất. Yes. Khi làm xong điện, cái khâu điện là cái khâu cực kỳ quan trọng nha mọi người nha. Làm xong nó cũng nhẹ người, nó còn rất là nhiều giai đoạn phía trước, nhưng mà xong cái khâu điện là coi như cuộc đời nó êm đẹp. May mà khi mà sửa điện á, không có xảy ra vấn đề gì. Linh ăn táo xong Linh đi quay cho mọi người cái thành quả của cái ngày làm việc của ngày hôm nay nha mọi người nha. Linh vẫn còn cái đặc điểm Việt Nam là thích ăn trái cây rất là nhiều nha. Ngon quá. Làm mệt xong á vô ăn nó ngon vậy á mọi người. Ở bên Pháp táo nó cũng rất là rẻ. Ở Việt Nam cái lúc mà lúc Linh nhỏ ăn táo đó là một cái gì đó nó rất là xa xỉ nha. Tại vì táo nó rất là đắt. Mà cái táo bên Việt Nam nó cứ nó xốp xốp á, lúc mà Linh, lúc nhỏ lên mua nó cứ nó xốp xốp, nó không có ngon. Còn cái táo bên này nó có rất là nhiều loại táo và táo nó rất là ngon. Rồi Linh dắt mọi người đi xem cái thành quả lao động của ngày hôm nay sau cái miếng này nha. Wow, phê mắt. Linh mời cả nhà bóc qua màn hình nhanh lên. Nhanh, 1, 2, 3. Ok. Và bây giờ Một ổ điện đắp hành lang điện, 2 ổ điện, 3 ổ điện, 4 ổ điện bên kia, 5 cái điện. Ok. Màn 3, cảnh 3, video 3 về điện đến đây là hết nha mọi người nha. Mọi người nhớ để lại cho Linh một like, một lượt đăng ký kênh, và nhớ tiếp tục theo dõi những cái phần tiếp theo để biết được cái hành trình làm cái một cái phòng nó bao nhiêu giai đoạn và ở Pháp mình làm như thế nào nha mọi người nha, để biết những cái tiêu chuẩn về châu Âu khi làm thợ hồ. Linh Linh Thomas Thomas mọi người nhớ để lại cho Linh một like và một lượt đăng ký kênh nha. Màn 3, cảnh 3, video 3 về điện đến đây là hết. Bye bye. Ok.